Đúng, lại là bỏ công đi từ Quảng Thành Đồng Nai à? Quảng Thành Vũng Tàu. Vũng Tàu, Quảng Thành và Vũng Tàu để vào tận thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ là 42 Trần Đồng để ăn bánh khọt. Bánh này bánh khọt à cậu? Bánh khọt. Nhịn sáng, gọi là delay bữa sáng tiếng rưỡi để vào đến tận nơi để được ăn. Không chi nhánh. Qua ngon nào, bây giờ thưởng thức xem nào.